Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình và mình là Huy đây. Thì hôm nay Hoang Vlog thì sẽ review một cái sản phẩm rất là được ưa chuộng hiện nay luôn. Cái sản phẩm này á thì được Huy mua tại Nhất Tín Computer, một cái shop rất là nổi tiếng ở trên Shopee cũng như là Lazada. Thì sản phẩm này là gì thì xin mời các bạn đón xem nha. Hiện tại á thì cái mức giá của AirPods Real Pro, AirPods 1 Real, AirPods 2 Real và AirPods Pro nó rất là cao, cho nên cái số lượng người sử dụng á, thì cũng rất là giới hạn. Chỉ có những người nào thật sự là thừa tiền hoặc là giàu có, hoặc là muốn là một fan chân chính của Apple, hoặc là muốn trải nghiệm một cái sự mà sang chảnh nhất đến từ AirPods thì chúng ta nên mua hàng Real. Còn những người sinh viên như tụi mình thì có một loại, không, thật ra bây giờ có rất nhiều loại AirPods trên thị trường, nhưng mà theo mình đánh giá thì cái loại này loại là tầm giá là ok nhất và ổn nhất, thì mình mua nó chỉ với giá là khoảng trên dưới 300 ngàn các bạn. Ở đây thì mình đã áp mã giảm giá này nọ thì và thanh toán trước rồi, cho nên số tiền sẽ giảm đi một tí. Thì nói sơ qua về cái sản phẩm này á, thì sản phẩm này được đóng gói, sản phẩm AirPods này đây được đóng gói rất là kỹ lưỡng luôn bởi cái cửa hàng Nhất Tín Computer, và nó rất là nặng, đã cầm rất là nặng, đầm tay luôn nè các bạn. Thì đánh giá sơ qua nhìn chung á, thì cái hộp nó chả khác gì hộp AirPods thật cả. Ở chỗ này nó cũng được làm nổi lên nè các bạn, ở ngoài thì đóng một lớp siêu bảo vệ, siêu ni lông bảo vệ, và cái mã số đầu của cái AirPods này á thì là 69, là của Trung Quốc và cái hãng Hoco đến từ Trung Quốc. Và mình đã xài rất nhiều thứ, rất nhiều sản phẩm của cái hãng Hoco này rồi. Ví dụ như là cục sạc 18W, cục sạc 20W, dây sạc 18W, dây sạc 20W. Và những cái con AirPods của hãng Hoco này làm rất là ok. Cái bản AirPods Rep của Hoco này nè, nó ngang bằng với cái bản Jerry của AirPods làm giả hiện tại trên thị trường đó các bạn. Bản AirPods Rep á, mà người nói là AirPods Rep 11 á. Thì bây giờ mình sẽ bóc ra và xem coi nó xịn như thế nào, mình lại khen như thế nha các bạn. Thì mình sẽ dùng cái kéo này thì bóc cái lớp siêu bên ngoài của nó ra. Đây, bạn có thể thấy nó chả khác gì so với một cái AirPods thật cả. Thì mình cũng có thể là bỏ dùng cái tay của mình kéo, mình để hãy nó xuống như vậy là nó cũng xuống nữa. Đó. Thì bên trong mình sẽ có một cái tờ là WAM import gì đó, mình cũng không rõ nữa, kệ đó, không cần quan tâm đâu. Có một sách hướng dẫn sử dụng nè các bạn, một sách hướng dẫn sử dụng của Hoco nè, và một cái sớ quá dày luôn mà toàn là tiếng Trung Quốc không à. Ok, đi mình cũng quan tâm lắm, ở mặt sau đó là tiếng Anh mà cũng chả ai thèm đọc đâu. Ở đây thì nó có nói là có cái micro nằm ở bên ngoài của cái tai nghe đó. Rồi xong thôi, mình sẽ bỏ ngược lại vào. Không có vấn đề gì to tát cả. Rồi ok, mình đến với nhân vật chính. Thì trên tay mình cầm nắm cái sản phẩm này, cái độ đầm của nó y chang như như AirPods thật các bạn. Tỷ lệ nó rép đến 99% mà. Nè các bạn có thể thấy y chang AirPods, mình đã từng xài AirPods 1, AirPods 2 rồi và nó y chang luôn. Cái ngoại hình bề ngoài nó y chang, chỉ là không biết cái bản Oco ES39 này nó đã fix được cái lỗi là cái bản lề chưa. Thì cái bản lề của một số cái AirPods trên thị trường á, khi mà các bạn đóng vào là nó sẽ không có tự giữ lại nè, như thế này nè, nó tự giữ lại như thế này nè, các bạn thấy không? Với một cái tỷ lệ nào đó thì nó đã fix được phần nào, nó giúp mình hoàn thành những cái tác vụ mà hơi khó khăn chút đó. Với cái tầm giá mà khoảng từ trên dưới 300 ngàn nè, mình mua dưới 300 ngàn sâu luôn các bạn, tại vì đang đợt sale của Nhất Tín Computer đó nè. Ở đây nè, các cái hình các bạn thấy nè, các cái hình ở phía bên trong, các cái số của nó được dập rất là đẹp luôn, được được in rất là đẹp luôn. Khi mà mình rút cái tai nghe ra thì ở dưới phía dưới nè nó có một cái miếng bảo vệ. Thì các bạn mua cái sản phẩm của Nhất Tín Computer này, người ta để cho các bạn cái này để cho bảo vệ, nói chung là bảo vệ chống cháy nổ đó. Khi mà các bạn ấy thì bạn xé ra nha, xé ra cho mình. Rồi ok, đó các bạn xé ra. Rồi xong, thế là xong. Khi mình cắm lại là nó sẽ có điện ngay.
thì mình sẽ tạm thời là bỏ qua, mình sẽ tạm thời gỡ cái này ra để tiếp tục trải nghiệm cái chất âm của cái con AirPods này ở trong những khoảng thời gian sắp tới. Bên ngoài nó thì chỉ có thế thôi, và khi mà mình sử dụng á, các bạn thấy không, cái nắp của nó khen thì có nhiều điểm khen đó, nhưng mà cái chê nè các bạn, này nè, cái nắp của nó vẫn rất là lỏng lẻo. Nó hít á, nó hít thì mạnh nè các bạn, một số loại AirPods là các bạn không thể hít được mạnh như vậy đâu, cái này nó hít khá là mạnh nè. Một người dùng như mình á, mình xài qua nhiều loại AirPods rồi thì mình thấy là nó tương tự như bản Real nhất. Ui, ở đây có một cái vết giống như vết trầy vậy nè các bạn. Rồi shop đưa cho mình cái bản hơi trầy chút xíu rồi, khó chịu quá ta. Thì cái mức độ hoàn thiện á, và cầm nắm á, nó rất là đã luôn. Mọi cái chỗ chi tiết mà có in series này nọ là nó y chang như AirPods thật các bạn. Ở trong thì ở trong á, theo mình thấy trong cái lỗ sạc á, của nó thì nó được, nó có hai cái chấu pin. Đúng rồi, chính xác luôn, tương tự. Rồi bây giờ á, thì mình sẽ kết nối thử. À đúng rồi, quên review cho các bạn tiếp, ở phía dưới nó thì có một cọng dây sạc nè, có một cái cọng dây sạc A to Lightning. Mà cọng dây sạc này á, mình khuyên các bạn là đừng nên sử dụng thật sự luôn á, tại vì nó rất là phế. Cọng dây sạc này á, nó rất là phế nha các bạn, sạc rất là chậm. Cái nguy cơ cháy nổ thì mình không nói nha, tại vì cái này là hên xui thôi, đồ điện tử mà hên xui thôi. Thì ở dưới nó còn có một túi chống ẩm nữa, và rồi hết rồi đó. Thì cái cọng dây sạc này các bạn không nên sử dụng, hãy mua cho mình một cọng dây sạc. Bây giờ nó có một cái hãng gọi là hãng Kula các bạn, rất là rẻ luôn, dây sạc 20W rất là rẻ, và các bạn nên mua những cái loại như thế, đừng dùng cái cọng dây sạc đi theo bên trong của cái AirPods Hoco này. Và chúng ta thường thường khi xài á, chúng ta thường thường mua cái ốp đeo vô, và cái AirPods Hoco ES 39 này nó phù hợp với tất cả những cái gì ta, gọi là những cái vỏ AirPods trên thị trường. Theo như mình thấy á, bề ngoài á, thì cái AirPods này hơi trầy một chút rồi, thì chắc có lẽ là shop không có chỉnh chu cho lắm. Họ kệ đi, mình cũng chấp nhận được, tại vì mình dùng mà, chứ đâu phải dùng đâu. Mình sẽ trải nghiệm nó một vài ngày, và sau đó tháo bung ra để xem bên trong nó có cái gì ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt up thử và thử xem cái mức độ thu âm gọi điện nói chuyện của nó như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ bắt up thử với cái AirPods Hoco này nha các bạn. Thì đây là cái sản phẩm của chúng ta. Đây sản phẩm của chúng ta đây. Mình sẽ chuyển qua cầm sau. Ok ha. Thì khi mà mình bật nó lên như thế này á, và mình ấn chữ nó một lát thì nó sẽ hiện đèn trắng lên, gập lên một cái, mở ra cái nữa, để khi mà mình vào trong cái phần đó nó đã hiện pop up lên. Thì khi này các bạn bấm vào kết nối giúp mình, và bây giờ các bạn bấm vào nút ở phía sau của hộp sạc một lần nữa, thì khi đó nó sẽ kết nối được với cái Hoco ES 39 này. Và bây giờ thì nó báo dung lượng pin của mình là 70% và 87% cho cái hộp sạc. Thì mình sẽ vào cái phần Bluetooth này để kiểm tra xem nó như thế nào. Ở đây chúng ta phải đổi tên, thì ở đây mình sẽ đổi tên thành AirPods của Giang thế này, tại vì mình không phải là người sử dụng cái này. Thì micro mình sẽ để ở đây là tự động, và các bạn có thể điều chỉnh nè, đó, chạm hai lần nè, bài tiếp theo trái phải, bài trở về thì bài trước đó đi, thì nó sẽ thiếu đi một vài cái tính năng như là check được cái email này nọ, thì đó là quá hợp lý đối với cái AirPods này rồi. Bây giờ mình sẽ test thử cái âm lượng nó như thế nào nha các bạn. Thì mình sẽ đeo nó thử vào tai. Đeo nó thử vào tai. Khi mà đeo vào tai rồi á, khi mà đeo vào tai rồi các bạn, đeo vào tai rồi á thì nó sẽ kêu một cái tèn một cái. Nó kêu cái âm thanh của nó đặc biệt lắm. Thì khi đó chúng ta sẽ nghe được âm thanh. Bây giờ mình sẽ chỉnh một chút. Mình sử dụng rồi.
Thì như thế là rất là ok rồi, mình xin phép được cắt cái đoạn nhạc này ra, tại vì nếu mà cho đoạn nhạc này vào cái clip của mình thì mình sẽ bị đánh bản quyền rất là nặng, thế nên các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi thì cái clip đã đến đây cũng mình xin tạm dừng cái clip ở đây, thì mình sẽ trải nghiệm nó một thời gian. Về chất âm á, thì mình đánh giá là nó không có tốt đâu nha các bạn, cái chất âm này chính nó chỉ nằm ở trong cái tầm mà chấp nhận được thôi chứ không có tốt đâu. Mình đeo thử và mình nghe thử lên nó chỉ để cho mình kiểu nhìn khoe mẽ, mình khoe khoe chút xíu chút đỉnh đi thôi, chứ không, nó không có tốt nha các bạn. Mình đánh giá là khoảng nếu như so với con AirPods Rep bản Cherry mà mình sử dụng cách đây khoảng vài tháng thì nó thấp hơn khoảng 2 3 bậc gì đó, là bây giờ nếu mà so với Real thì nó chỉ có khoảng 6 điểm thôi, 5 6 điểm gì đó thôi. Và đến đây thì mình tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Hãy nhớ để lại cho mình một like, một subscribe và một like, một subscribe nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.